Xin chào tất cả các anh em cần rủ năm mèo cá tình mình Tổ quốc. Hôm nay em tụt lên một clip G16 cần câu nha anh em. 16 cần câu này 16 cần câu tay chất liệu là liệu phíp phíp đỏ. Thì 16 cây này đồng giá chỉ có 230.000 một cây thôi, giá chưa bao gồm phí ship. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Nếu hàng lỗi một clip em lên đó, thì em sẽ xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất tham khảo thì cái thứ nhất em lên là một cây cần Olympic nha anh em. Olympic thì cái này nội địa phôi BG dạng phíp nha anh em, phíp đỏ. Đây, đó. Thì loại này về cho anh em câu go thôi, câu go coffee dạy bên cảm giác thôi nha anh em. Đọt nó tầm khoảng một khắc nha anh em, đọt tầm khoảng một khắc các loại phép đỏ, tất cả các lóng ok nha anh em. Cây này lóng còn tương đối mới nha mọi người, phép nha anh em, phép đỏ. Đây, đó. Ngoại hình cây này còn ok nha mọi người. Đó, thì cây này dài 3m6, nặng là 100g, đọt 0.5 ly. Thì cái này cứng ra tầm khoảng 1h nha nè, 1h 1.5 câu gô giết. Rồi, giá công khai cây thứ nhất 230k cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho người một cây cần nêu. Cây này 3m5 nha nè, 3m5. Thì cái này thu gọn tầm khoảng 2 găng tay thôi nha nè. Đó, cần của Tsurumi. Thì cái này chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ. Đó, ngoại hình tương đối sáng nha nè, phíp đỏ nha mọi người. Đó, đây, đó. Thì dạng này vẫn về cho anh em câu gô câu giết ha, gô giết câu phi câu quật 3m5, giá cây số 2 đồng giá cũng là 230 cộng ship cho anh em. Thì tất cả lóng ok anh em, có lóng đây bị nó nổ sơn anh em, sơn bị nổ đây rằn thế này đây. Đó, chất lượng thì ok nha mọi người, câu là thoải mái nha. Đó, không lỗi lầm gì hết. Đó, tất cả đều ok nha. Thì cái này dài 3m5, nặng là 120g, đọt 0.5, cứng ra tầm khoảng 1h, 1h gửi như nè. Rồi, cây số 2, giá vẫn là 230. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 này được cái là mới nè, cây số 3 cây Olympic. Cây này 3m6 như nè, 3m6 phôi BG. Tem đầy đủ nha mọi người, chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ. Được cái cây cây mới cứng, phíp đỏ luôn nha mọi người, đó. À, coi này quẳng về cho anh em câu gô giết nha, gô giết câu chép, cái này nặng cứng hơn tí này, đó, đọc đây, đó. Ngày mới nha mọi người, đó, tương đối mới đó. Đây, cái này nó dính keo nha anh em, đó. Mới nha. Phíp đỏ thì cái này nặng là 145g, đọt 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 2h, thu gọn tầm khoảng 2 găng tay nha anh em. Đó, khá gọn gà. Dạ, 230 cộng ship nha mọi người. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây này không thấy tem hãng gì luôn. Đó. Trong chân thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về nha anh em, chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ. Tất cả các lóng đều ok hết chân nha mọi người. Đó, về anh em kiểm tra thoải mái. Nếu lóng lỗi mà có vấn đề gì thì anh em báo em nhận lại hết. Đó, đó. Dạng này về câu ok rồi, thoải mái rồi. Đó. Thì cái này dài 3m6, nặng 100g, đọt 0.8, đọt cứng ra tầm khoảng 1h gửi nha nè. Rồi, giá cây số 4 giá vẫn là 230k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 là một cây cần của hãng nào em cũng đọc không ra luôn. Thì cái này 3m6 mọi người, 3m6 lóng ngắn. Đó. Giờ tầm khoảng hơn 2 găng tay tí. Ngoại hình tương đối đẹp nha mọi người. Đầu cần còn đầy đủ hết nha mọi người. Tất cả lóng ok đẹp nha mọi người. Đó. Những cái này về đánh go chép giết thôi nha anh em. Đó. Độ cứng yếu về anh em đến cảm giác. Thì cây số 5 nặng là 130g, đọt thu gọn là 43cm, đọt 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 1h đến 1h gửi nha anh em. Giá cây số 5 giá vẫn là 230 nha mọi người. Tiếp theo là cây số 6 lên người là một cây cần Olympic phôi BG. Đó, cây dài nha mọi người, tem nội địa. Thì cây này dài 4m1 nha anh em, dài 4m1. Thu gọn 70cm, nặng là 230. Đọt cái này 1 ly 2, độ cứng 3h. Thì đọt cứng 3h này thì anh em về đánh chép được luôn nha mọi người, đánh chép được luôn. Đây, càng là đây. Đó. Khá cứng nha. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ. Đó.
càng ok nha anh em. Cây này cút ra tương đối thẳng nè mọi người. Đó. Đẹp nhau rồi. Đó, hình ok. Đó. Rồi, giá công khai cây số 6, giá vẫn là 230 nha mọi người. Số 6 230. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên như người là một cây cần của hàng China xuất Nhật nha anh em, hàng China xuất Nhật đây. Đó, thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ đây. Đó. Đó. Ngoại hình cây này thì tương đối sáng. Nó không xuất sắc gì nhiều hết. Đọt cây bự nha anh em, đọt bự. Đọt này về anh em đánh chép nha, đánh chép được, săn hàng được. Dính cảm giác. Tất cả các lóng đều ok nha anh em. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Thì cái này nặng là 130 g, đọt 1 ly 9. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 3H rưỡi. Giá cây số 7, giá cây số 7 giá là 230 nha anh em. Số 7 230. Tiếp theo cây số 8. Tiếp theo cây số 8 là một cây cần sơn giả trúc hàng nội địa nha mọi người. Đây, đó. Khá đẹp nha anh em. Thì cái này về anh em vẫn là câu gô viết chép thôi nha anh em. Câu gô viết nha anh em. Đó. Chép thì cái này hơi mềm. Đọt ở đây. Đó, đọt khá là mảnh nha anh em. Đó. Đọt này về anh em đánh chép cảm giác nha. Đó. Sơn giả trúc nhìn khá là đẹp nha anh em. Đó. Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Thì cái này nặng là 150 g, đọt 0.7. Độ cứng ra tầm khoảng 1H rưỡi thôi nha, 1H rưỡi thôi. Cây này 4m nha anh em. Đó, 4m. Cây số 8 giá công khai vẫn là 230. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho người một cây cần sơn giả trúc đây nè. Đó, sơn giả trúc. Đó. Đó. Đây, đó. Đọt này, đọt cái này bị lai rồi nha mọi người. Về anh em đánh vẫn ok, không lỗi lầm gì hết. Đó. Đó, cần sao thì nói vậy, sơn vẫn sơn giả trúc nha anh em, đẹp đẽ sạch sẽ. Đó. Khá là ok. Này ha, nổ sơn tí nha anh em. Nhưng mà chất lượng thì ok nha. Đó, phôi vẫn là phôi phíp đỏ. Đây nè, đó. Thì cái này nặng là 210 g, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 1H rưỡi 2H, độ dài cây này ra tầm khoảng 3m9 nha anh em, 3m9, cây tay qua, phôi tay qua BG, hàng nội địa. Rồi, cây số 9 giá công khai là 230 nha mọi người. Cái qua đây. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 hôm nay cho người là một cây cần 2m4, lòng 4m2, cần anh pha tắc cồ, đó. Thương hiệu nội địa, sơn giả trúc luôn. Đó, thì cái này nặng là 160 g, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 1H đến 1.5 đến 2H. Đó. Thì cái số 10 này thì ngoại hình tương đối ok nha anh em. Đọt nó đây. Đó, đọt khá là mảnh nha. Đó. Vẫn là sơn giả trúc, về anh em câu gô viết nha anh em, gô viết. Đó. Đa số cần này dịu nha mọi người. Đây. Đó, cái này là trúc sơn nha anh em chứ không phải test. Thì về anh em kiểm tra thoải mái đi. Đó, cứ lỗi gì bảo em nhận lại hết. Đó, rồi giá công khai cây số 10 giá vẫn là 230. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 lên cho người là một cây cần cũng sơn giả trúc luôn. Đó, cây này của gì em đọc cũng không ra luôn mà biết có tem nội địa. Đó. Cả cũng ok nha anh em. Thì cái này dài 4m, nặng 150 g, đọt 0.7. Độ cứng ra tầm khoảng 1H đến 2H. 1H rưỡi đến 2H, 1H đến 1H rưỡi nha nè. Đầu lỏng ok nha nè. Thì cái này nó có miếng inox bảo vệ đây. Đó. Này cũng có luôn. Đó. Chống tét lọc nổ nè. Đó. Này cũng có luôn. Đó. Tất cả đều ok nha nè. Đó. Đọt tương đối với dịu. Cái này về câu gô viết nha. Đó. Vẫn giá vẫn là 230. Cây số 11 230. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 là một cây cần của China xuất Nhật. Cây này 4m5. Đó, 4m5 nha anh em. Đó, cây này về cho anh em săn chép, săn hàng. Thì cái này nặng là 230 g, thu gọn là 105 cm. Đọt 21, độ cứng lên tầm khoảng 3H đến 4H nha anh em. Đó.
Đây, đọc đây đi, đọc tương đối bự nha nè. Tầm khoảng 3H tới 4H. Chất liệu vẫn là chất liệu PIP, ngoại hình tương đối ok. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Về câu cá tính là thoải mái. Đó. Xước xác như nè, ngoại hình xước xác. Rồi, giá công khai cây số 12, giá vẫn là 230. Đó. Tiếp theo cây số 13, 14, 15 và 16, 4 cây cuối cùng. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 em lên cho người một cây cần đai qua, Hà Nội đẹp. Sơn gia trúc nhìn khá là đẹp nha nè, khá là bắt mắt luôn á. Góc ở đây, quấn chỉ ok. Thì cái này quấn cho anh em câu gô con viết cho nè. Đọc đây, khá mảnh nha, đó, rất là mảnh luôn. Nó xước xác cái nổ sơn nha em. Đó. Trong sơn sơn là ok nha mọi người. Đó, sơn ở trong là ok nha. Khá là đẹp. Nói chung này cần không lỗi lầm gì hết là ok. Đó, thì cái này nặng là 270g, đọt 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 1H cử đến 1H. Dài là 5m4 nha em. Rồi, cây số 13 giá vẫn là 230. Tiếp theo cây số 14. Cái số 14 là một cây cần Olympic tem nội địa, gốc ở đây đó, gốc vẫn chỉ ok nha nè, còn cần còn khá là mới nha đó, xinh tươi, lóng ở trong cũng rất là sáng luôn đó. Đây, đọc nó đây đó. Về câu gô viết đó. Càng này độ cứng ra tầm khoảng 1H đến 1H nữ thôi nha anh em. Đó, còn càng còn rất là mới nha anh em. Đó. Thì anh em là muốn cứng thì chịu khó cắt đọt thôi. Cắt đọt ăn vô chút là nó cứng thôi. Đó. Nhờ bên Nhật nó họ đánh dạng cảm giác là nhiều. Thì cái này nặng là 230g, đọt 0.8, độ cứng tầm 1H đến 1H nữ, dài 5m4, giá cây số 14 giá vẫn là 230. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 vẫn là một cây hàng nội địa, nó sơn giả trúc. Thì cái này đem chỉ chỗ này nó bị chốc nè, đó. Anh em về để đổ cho 502 vô. Đó. Bình thường. Không ảnh hưởng gì hết. Sơn vẫn là sơn giả trúc thôi nha anh em. Đó. Xin tươi nha anh em. Đó. Tất cả đều xin tươi hết trơn nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Đó. Thì anh em cứ kiểm tra, lỗi cần báo em nhận lại. Đó, cần dịu thì em nói dịu thôi. Cần này dịu nha mọi người, độ cứng tầm 1H đến 1H cử, giá công khai vẫn 230 nha. Tiếp theo cây số 16, cây cuối cùng. Cây số 16, cây cuối cùng là cây dài 5m4, có tổng cộng là 6 lóng. Đó, cây một cây hàng nội địa luôn. Cái này nặng 280g, đọt 0.6, độ cứng tầm 1H đến 1H cử. Cây số 16 này vẫn là chất liệu luôn, là phíp đỏ, ngoại hình tương đối ok anh em. Đó. Đó, thấy không? Ok nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cây số 16 cũng là 230 cộng tiếp nha. Đó. Tổng cộng là 16 cái cần tay em lên danh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt em sau lại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.